Năm 2018, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Cộng hòa Pháp, khi đó là ông Edouard Philippe, đã đến thăm Điện Biên Phủ. Vậy là sau 25 năm kể từ ngày cựu Tổng thống Pháp François Mitterrand đến đây, ông Edouard Philippe là nguyên thủ thứ hai của Pháp thăm lại chiến trường xưa, là nơi chứng kiến chiến thắng lịch sử của quân và dân ta. Trả lời báo chí về chuyến thăm, cựu Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã nói rằng trận chiến cuối cùng ở Điện Biên Phủ là một trong những trận chiến khó khăn nhất và mang tính biểu tượng nhất của cuộc chiến. Nó đánh dấu việc Việt Nam giành được nền độc lập hoàn toàn. Đó là tâm sự chân thành và thiện chí, bởi chúng ta cần khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Nhưng điều đó không có nghĩa là để lịch sử bị lãng quên. Nhắc tới quá khứ, tiếp thu các bài học có ý nghĩa lịch sử sẽ cho phép chúng ta có cách tiếp cận khách quan, góp phần thúc đẩy quan hệ trong hiện tại và tương lai, để những ký ức đau thương về chiến tranh không bao giờ lặp lại. Việt Nam khát khao được hòa bình, độc lập, sống cuộc sống tự do. Nhưng mỗi khi kẻ thù xâm phạm bờ cõi, thì dân tộc ta cùng đoàn kết thống nhất từ trên xuống dưới, cùng biểu hiện ý chí quyết tâm cao, đánh bại, lần lượt đánh bại các cái thế lực xâm lược lớn mạnh, kể cả những thế lực đứng đầu về thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ thì rõ ràng là một trong những cái thắng lợi quân sự vẻ vang nhất của quân đội nhân dân Việt Nam, và thậm chí là so với suốt chiều dài lịch sử thì chắc chắn là Điện Biên Phủ vẫn đã được đánh giá là như một bạch đằng, một chi lăng của thế kỷ 20. Hơn thế nữa, ngoài cái việc tầm vóc là một cái chiến thắng của nhân dân Việt Nam, thì chiến thắng Điện Biên Phủ ngay từ thời điểm năm 1954 nó đã có cái ý nghĩa quốc tế rồi. Trước tiên thì cái việc mà chúng ta đánh bại một cái nước đế quốc cũng rất là lâu đời, cũng rất là hùng mạnh là thực dân Pháp, nó đã có phần làm suy yếu chủ nghĩa thực dân, và nó là một cái niềm cổ vũ đối với cái phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Tuy nhiên, dù ý nghĩa vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ đã được cả thế giới khẳng định, nhưng các thế lực thù địch và một số kẻ thiếu thiện chí vẫn cố tìm mọi cách hạ thấp ý nghĩa của sự kiện, xuyên tạc bản chất, tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Chúng cố tình cho rằng nếu không có sự giúp đỡ từ nước ngoài thì Việt Nam không thể chiến thắng. Quan điểm đó là hoàn toàn xuyên tạc lịch sử, phi lý, vô ơn và phải nói là bịa đặt hoàn toàn. Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của nhân dân Việt Nam. Chúng ta từ ngày đầu kháng chiến, chúng ta đã xây dựng thành các đại đoàn và chúng ta là kháng chiến toàn dân của toàn bộ nhân dân Việt Nam. Đành rằng chúng ta có một phần rất nhỏ là chúng ta nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô, của Trung Quốc. Chứ còn xin nói là hàng vạn các chiến sĩ bộ đội của chúng ta, hàng vạn nhân công và toàn bộ các chiến trường chúng ta căng địch ra mà đánh. Phải nói chiến thắng Điện Biên Phủ là do sức người, sức của nhân dân Việt Nam. Cái đó không thể có một lực lượng nào phủ nhận được cái công lao của quân dân Việt Nam. Trước hết, cần khẳng định trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhất là trước và trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân Việt Nam đã nhận được những sự giúp đỡ quan trọng của Liên Xô, Trung Quốc, một số nước anh em của nhân loại tiến bộ. Chúng ta luôn ghi nhớ và không bao giờ quên sự giúp đỡ đó. Tuy nhiên, xét từ bất cứ phương diện nào, mọi sự giúp đỡ dù lớn đến đâu cũng không thể giúp cho sự nghiệp cứu nước của một dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng. Nếu bản chất của sự nghiệp đó không mang tính chính nghĩa, thiếu tinh thần tự chủ, thiếu đường lối chính trị đúng đắn và bản lĩnh chính trị vững vàng, thiếu sách lược quân sự sáng tạo và hiệu quả, không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh vật chất và tinh thần của toàn dân tộc. Đây là nguyên tắc có tính sống còn, là bài học luôn đúng và mang giá trị của thời đại. Minh chứng là, sau chiến thắng Điện Biên Phủ 15 năm, Mỹ đã có chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, cung cấp khoản viện trợ về quân sự khổng lồ cho chế độ ngụy quyền Sài Gòn với nhiều vũ khí, trang thiết bị vượt trội so với quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại và sụp đổ. Bài học đó chắc chắn các thế lực phản động, thế lực thù địch vẫn chưa thể quên.
Chúng đưa ra một số luận điệu xuyên tạc như thực chất quân đội Pháp dưới sự hậu thuẫn của Mỹ có mặt ở Việt Nam là để ngăn Việt Nam xâm lược một nước khác. Và lúc đó, quân đội viễn chinh của Pháp trên toàn thế giới đã suy yếu. Kể cả nếu không có trận Điện Biên Phủ thì chưa đầy một năm nữa Pháp sẽ rút quân về nước. Hay cháo trở hơn, chúng cho rằng quân đội nhân dân Việt Nam chỉ là lính đánh thuê cho nước ngoài, không phải là những người chiến thắng ở Điện Biên Phủ. Đây là những luận điệu, hành động không mới về thủ đoạn, nhưng hết sức thâm độc. Qua đó, gieo rắc sự nghi ngờ, làm phân tâm niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là giới trẻ hiện nay. Trong cái giai đoạn ngày nay thì những cái luận điệu chống phá đó nó tinh vi hơn. Nó lợi dụng vào mạng xã hội, rồi lợi dụng vào những cái luận điệu tuyên truyền của những thế lực thù địch ở bên ngoài. Nó làm cho chúng ta một bộ phận, nhất là bộ phận lớp trẻ, ít am hiểu lịch sử, ít được rèn luyện về mặt phẩm chất chính trị. Cho nên nó làm chúng ta nghi ngờ, không biết là đó là thật hay đúng, cho người sinh ra dao động mà như đảng ta nói, rồi từ đó là dẫn đến vấp phải những cái luận điệu tuyên truyền của nước ngoài, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Lê Văn Tám đến Tô Vĩnh Diện. Các thế lực thù địch, phản động cũng cho rằng nhiều anh hùng liệt sĩ trong chiến thắng Điện Biên Phủ của chúng ta không có thực, chỉ là nhân vật hư cấu như anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Vĩnh Diện với hành động anh dũng khi lấy thân mình chèn pháo là không thể vì khẩu pháo nặng hàng tấn. Với độ dốc như thế, người thường không thể chèn được. Hoặc anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai là bịa đặt. Với những lý lẽ hết sức vô lý, không có căn cứ, chúng không chịu thừa nhận, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Khi con người rơi vào hoàn cảnh bất thường cụ thể có hành động xả thân, vượt lên trên bình thường, thậm chí là phi thường, đều không phải là chuyện hiếm gặp. Chính những tên tuổi, địa chỉ, hồ sơ lý lịch trích ngang các đồng chí đó, có quê quán cụ thể, có mộ liệt sĩ và có đồng đội được nhân dân thừa nhận, thì những tấm gương đáng không thể nào mà phủ nhận được. Có thể nói rằng trong những ngày này chúng ta phải càng phải cảnh giác và nêu cao tiền đấu tranh để bảo vệ danh dự, uy tín và xương máu, mồ hôi, nước mắt của đồng bào chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là những tấm gương liệt sĩ tiêu biểu và đi vào sử sách truyền thống. Anh hùng mà đã rất nổi tiếng như là Phan Đình Giót hay Tô Vĩnh Diện thì họ đều là những cái người có tên có tuổi và không khó để bây giờ có thể xác minh được cái thông tin của các vị anh hùng đó. Và trong lịch sử của chúng ta, trong trang sách của chúng ta thì họ là những người anh hùng. Nhưng mà đồng thời họ sẽ là con của một gia đình nào đó. Họ sẽ là con của một người mẹ, là một người chồng, là một cái người trong gia đình. Và cái sự hy sinh của họ đồng thời gắn với nỗi đau của gia đình, của những cái liệt sĩ. Cho nên phủ nhận những cái tấm gương anh hùng liệt sĩ như thế thì theo tôi là chúng ta phải hành động để ngăn chặn các... Sức mạnh đoàn kết nhân dân, đoàn kết dân tộc mà tiêu biểu là quân đội nhân dân Việt Nam, mặc dù là còn non trẻ nhưng thực sự là đội quân cách mạng, đội quân vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà hy sinh, cho nên là đã phát huy cao độ nòng cốt trong đánh bại cái đội quân nhà Nghề thực dân Pháp. Có thể nói là chiến thắng Điện Biên Phủ đã có độ lùi gần 70 năm, càng khẳng định những nhân tố, những nguyên nhân làm nên thắng lợi. Tựu chung lại, đây là sức mạnh của sự lãnh đạo của Đảng, của tinh thần chiến đấu đoàn kết của quân và dân ta, sức mạnh của đường lối kháng chiến đúng đắn, sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của quốc tế được kết hợp hài hòa. Và có thể nói là thắng lợi đó đã minh chứng cho chân lý là một dân tộc dù nhỏ, dù còn kinh tế, quân sự chưa mạnh, nhưng nếu biết đoàn kết dưới sự lãnh đạo của một đảng Marxist, thì nhân dân đó, quân đội đó sẽ chiến thắng đế quốc thực dân, đặc biệt là phá tan cái thực dân cũ và mới để bảo vệ cái nền độc lập và giữ vững cái giang sơn đất nước. Đất nước hòa bình, có những bước phát triển vượt bậc về nhiều mặt, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi toàn đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục nỗ lực để xây dựng đất nước phát triển bền vững, có khả năng đương đầu với những mối đe dọa từ bên ngoài và bên trong. Trong bối cảnh đó, tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ
vẫn còn vẹn nguyên giá trị, là yếu tố quan trọng góp phần củng cố, phát triển lòng tự tôn dân tộc để tiếp bước cha ông dựng xây nước non đời đời bền vững.